Mitsubishi AMC Nam Sài Gòn là đại lý ủy quyền 3S của Mitsubishi Motor Việt Nam, chuyên cung cấp những chiếc xe ô tô Nhật Bản tại Việt Nam từ năm 2000 đến nay. Showroom và xưởng dịch vụ của AMC tọa lạc tại đại lộ xe hơi quận 7, số 322 Nguyễn Văn Linh, phường Bình Thuận, quận 7 và xưởng dịch vụ số 155A Nguyễn Tất Thành, quận 4. Showroom ô tô mở cửa suốt tuần để phục vụ quý khách đến tham quan, lái thử và trải nghiệm những dòng xe mới nhất như Mitsubishi Mirage, Astra, Outlander và Outlander Sport, Pajero và Pajero Sport, Triton. Đến với AMC Nam Sài Gòn, quý khách sẽ được hưởng những chương trình khuyến mãi đặc biệt nhất, hỗ trợ ngân hàng và bảo hiểm cao nhất với dịch vụ hậu mãi tận tình nhất. Hãy đến với AMC Nam Sài Gòn để sở hữu những chiếc xe Mitsubishi bền bỉ, tiết kiệm và phong cách nhất.